Mục Quý Anh. Tập 1. Dễ thương thật ha. Các chị cười tôi giống như cô heo kia có đúng vậy không? Coi như mừng năm mới đi mà. Nhìn bên kia kìa, vừa có gà vừa có vịt, còn bên này vừa có trâu bò dê nữa chứ. Các chị có biết tại sao lại náo nhiệt vậy không? Thì giỏi chiêu thân. Có thê tử chưa? Chưa có. Đã gả đi chưa? Gả rồi. Các chị thấy đó, thời buổi này giàu có thì lại sợ bắt cóc. Có con gái thì sợ bị cướp đi, đi đêm thì sợ gặp nguy hiểm, ra khỏi cửa thì lại sợ bị dao đâm cái. Một vũ tôi đã chống lại triều đình nhiều năm rồi. Tôi đã sức cùng lực kiệt, tôi không thể chống nổi nữa, cho nên tôi muốn tìm một người phu tế cho con gái của tôi. Hôm nay nếu đánh bại được con gái tôi á, thì Mộc Kha Trại là của người đó, nghe không? Vậy thì chúng ta hãy bắt đầu tỷ võ chiêu thân. Vậy có gì đâu mà gấp chứ? Có cái gì đâu mà gấp? Mộc Kha Trại tôi làm việc đều có quy tắc của Mộc Kha Trại, đúng vậy không? Chuyện đại hỷ nào mà không phải một vũ tôi chính tay làm chứ hả? Bữa nay cũng không ngoại lệ. Đầu tiên mọi người hãy cùng náo nhiệt, thứ hai hãy mở đường cho con gái của tôi. Bắt đầu. Cái này gọi là gì? Cái này gọi là khai mông nở hoa. Hay quá. Hey. Hay hay. Hay lắm, hay lắm. Hay. Wow, hay. Hay quá, hay quá. Hay. Hay hay. Được. Hay. Hay. Wow. Đúng là con giỏi. Wow. Hay lắm, hay lắm. Cô nương giỏi quá. Tôi lên. Các chị anh hùng, đừng trách Dương Tứ tôi giành trước nha. Nhà tôi có năm huynh đệ, chưa ai cưới được thê tử. Hôm nay Mộc Kha Trại tỷ võ chiêu quân, Dương Tứ tôi quyết không nhường. Tiểu tử này giống ta, giống như ta khi còn trẻ ha. Sau này chắc chắn nó có tương lai đó. Cha. Cha nhìn lầm rồi đúng không? Không phải, con xem đi trước chúng ta. Quen, bữa nay con có việc làm rồi, con cứ đánh thẳng tay. Hôm nay tôi sẽ đưa cô về Dương gia trại, tôi sẽ khiến cho mọi người phải ganh tị. Nè Dương tướng công, huynh là người giết heo đúng vậy không hả? Cô làm sao cô biết? Tôi đứng xa huynh như vậy mà vẫn ngửi thấy mùi heo á. Cười cái gì? Cười cái gì? Nghề giết heo thì sao chứ? Giết heo, làm heo, chặt đầu heo, nấu đuôi heo, bữa cơm nhà người ta cả năm không thấy miếng dầu mỡ,
Còn bữa cơm nhà tôi ngày nào cũng có dầu mỡ bóng lắm. Tới kìa, tới hát tay nói gì cho tôi. Ngày nào cô cũng được ăn thịt heo. Nuôi cô mập mạp, đầu to tai to, mông to tròn trịa. Xin con ra tròn trịa giống như tôi. Mày ăn nói cái gì vậy? Được rồi, ăn nói kìa. Vậy Dương Tướng Công, chúng ta bắt đầu thôi. Khoan đã, tôi biết võ công của cô không tệ, nhưng sức không thể nào so với người giết heo như tôi. Heo nặng vài trăm cân, tôi quật một cái là nằm xuống đất liền. Cô làm sao được vài trăm cân chứ? Cà chứ. Ba lắp. Hèn gì bữa nay ăn bị rơi đũa hả? Nói chuyện thì bị trẹo hàm á. Tôi khuyên cô hôm nay đừng có đánh nữa. Ngoan ngoãn mà theo tôi về nhà đi. Dương Tướng Công nè, tôi thật sự rất muốn về nhà với huynh. Thấy huynh đầu bự tai to vai rộng, người tròn trịa, rất đáng yêu đó. Nhưng cha tôi đã tổ chức cái gì mà tỉ võ chiêu thân. Nếu tôi đi với huynh đó thì cha tôi không có đồng ý đâu. Vậy thì hai chúng ta cứ tỉ võ đi. Cô nương à, cô đừng có sợ. Tôi sẽ hạ thủ lưu tình mà, không làm cô bị thương đâu. Nếu cô bị thương thì tôi không thể có con rồi. Theo tôi thấy thì huynh đừng nên thủ hạ lưu tình. Nếu như huynh đánh giả thì mặt mũi cha không biết để ở đâu hết trơn á. Cô nương ốm yếu như vậy, làm sao tôi nỡ ra tay chứ. Hay đó. Xem ra bữa nay cha nhìn lầm người rồi cô. Cha đã lầm lớn rồi đó. Vậy tôi cũng không dùng đao nữa. Đương tử, bàn chân này của nàng thật sự rất đẹp. Ca ca mà bà còn đánh nữa hả? Còn đánh à? Hay quá. Cứ hạ luôn chứ. Tiếp đi. Đau. Đúng rồi, đánh tiếp đi. Hay quá. Nói thiệt. Con gái ta giỏi lắm. Con đúng là cao cường. Cha. Hả? Lần này cha đã thừa nhận cha nhìn lầm rồi chưa cha? Nè, cha không nhìn lầm thì ai nhìn lầm hả con? Nếu cha không ra vẻ nhìn lầm, làm sao có thể để con gái của cha có bản lĩnh lớn như vậy chứ? Người đâu? Hãy khiêng tên mập giống như ta nhưng lại không có bản lĩnh bằng ta này đi ra ngoài. Đáng đợi tên mập. Nguyên soái Liêu Quốc Tiêu Thiên Tá đã bày ra thiên môn đại trận ở biên giới Đại Tống của ta, lâm lè ra ngoài, triệu tập số lượng lớn binh mã để tấn công Đại Tống ta. Ý đồ quá rõ ràng. Triệu tướng quân đã lâm trận từ trước, đang lúc cấp bách, phải chọn ra một tướng quân hiểu trận pháp dẫn binh xuất chinh. Thánh thượng, Dương Viên Chiêu đã thủ biên cương mấy chục năm, bảo vệ biên quan Đại Tống không bị thất thủ. Đại địch trước mắt, chúng ta nên dùng Dương tướng quân. Hoàng thượng xin thứ, di thần to gan nói thẳng, năm xưa Dương gia có Thất Lang Bát Hổ, nhưng bây giờ chỉ còn lại Dương Viên Chiêu và đang ngồi không ở nhà. Con trai ông Dương Tông Bảo còn trẻ tuổi, cả nhà họ đều là quá phụ, sao có thể gánh vác trách nhiệm nặng nề. Theo như tôi biết, Dương Viên Chiêu chưa bao giờ ngừng luyện võ. Con trai ông ấy Dương Tông Bảo võ nghệ cao cường, tinh thông binh pháp. Ngũ Lang xuất gia làm hòa thượng, Dương Viên Chiêu dẫn binh thì ông ta sẽ không làm ngơ. Sa Thái Quân tuổi đã cao rồi, nhưng tài không điếc mắt không qua, có thể đưa ra kế sách. Hơn nữa, nữ nhi Dương gia ai nấy đều dũng cảm không kém đàn ông, thực lực của Dương gia không ai có thể sánh bằng.
Dương Thái Phó nghĩ thế nào? Thánh thượng, những lời bác Hiền Dương nói vừa rồi rất đúng. Hiện nay Đại Tống đã không thể tìm được ai khác có thể phục chúng hơn Dương Diên Chiêu. Thần cho rằng ông ấy tuy hiện đang rảnh rỗi nhưng vẫn rất am hiểu về trận pháp của bên Tiêu Thiên Tá. Đối trận với Tiêu Thiên Tá chắc chắn là thắng. Thánh thượng, Dương Diên Chiêu hiện đang bị bệnh nặng, sợ khó gánh được trọng trách. Vậy theo ý của ông, ai có thể dẫn mình đi? Ở chuyện này, cái này cũng khó. Mẹ, ý định xâm lược Đại Tống của quân Liêu đã quá rõ ràng rồi. Triệu Nguyên Soái hiện đã giao ân soái từ chức. Hiện giờ trong triều không còn ai có thể đủ sức dẫn binh. Đã tới lúc Dương gia tướng chúng ta phải lãnh binh ra trận rồi. Hay lắm, đúng, đúng vậy. Đúng, Lục đệ nói rất đúng. Thời khắc quan trọng vẫn phải dựa vào Dương gia chúng ta. Đúng đó. Nếu là Lục ca thủ biên cương thì làm sao quân Liêu dám to gan tập hợp binh mã? Lục ca nắm trọng binh trong tay, thánh thượng không yên tâm mới có kết quả cho về nhà ở không như vậy. Tên hung quân này, sớm biết có ngày hôm nay thì lúc đầu sao làm vậy? Được rồi, chuyện quá khứ chúng ta đừng nói nữa. Tuy chúng ta đã chịu uất ức nhưng không bao giờ khoan dung với quân Liêu. Đúng, đúng, phải, bất đúng, dung phải, từ. Đúng vậy. Mẹ, Ai Nhi lập tức vào cung xin lệnh của thánh thượng. Đúng, xin lệnh, xin lệnh, xin lệnh, xin lệnh. Xin lệnh, nếu xin lệnh thì có thể mau nhuộm biên cương đó. Các con còn chê người của Dương gia chết chưa đủ sao? Mẹ, Sông Long Hội, Đại Lang Nhị Lang đã bị độc chết, Tam Lang bị tên bắn chết ở bờ sông, Tư Lang tới nay vẫn chưa rõ tung tích, Ngũ Lang đã xuất gia, Thật Lang đột phá dòng dây đã bị Phan Nhân Mỹ bắn chết trong trận chiến Lữ Lan Sơn. Phụ thân của ta, ông của các con, cha chồng của tuổi con, tướng công của ta Dương Kế Nghiệp đã bị đập đầu chết ở Bia Ly Lăng. Không lẽ tuổi con đã quên rồi sao? Mẹ, lão nhân gia người nói rất đúng. Nhưng mà nghĩ tới phụ tử huynh đệ máu nhuộm chiến bào, thi thể bọc trong da ngựa, sự trung nghĩa đó đã làm nên sự vững chắc cho giang sơn Đại Tống, nhất là vì sự yên bình của người dân. Tụi con đã từng nghĩ chưa, Dương gia chúng ta chỉ có một người con trai là Tông Bảo không? Nếu nó chết trên chiến trường, sợ là chúng ta sẽ tuyệt hậu. Mẹ, từ lúc nhỏ mẹ đã dạy tụi con mà phải tận trung báo quốc. Bây giờ đất nước có nạn, Dương gia chúng ta làm sao có thể mặc kệ làm ngơ được hả mẹ? Con trai, con quản được không vậy? Dương gia chúng ta đã vì nước hy sinh chưa đủ sao? Nãy nãy, miễn là bách tính thoát khỏi nỗi khổ chiến tranh thì con xin nguyện chiến tử biên cương. Im đi, còn nhỏ như con thì biết cái gì? Con có biết không, ông của con, các ba ba của con, thúc thúc của con chết như thế nào không? Sau khi họ chết, ta và thẩm thẩm của con đã làm sao để vượt qua không? Nhưng mà mẹ à, đừng nói nữa. Bậc hiếu hữu tam, vô hậu di đại, con và Tông Bảo mà chết trên chiến trường, đó chính là bất hiếu lớn nhất, là có lỗi với phụ thân và các huynh trưởng của con. Tốt, tốt lắm.
một chút. Công chúa. Công chúa. Cô Thẩm Thẩm, không cần đa lễ. Công chúa, Tông Bảo đang luyện công. Công chúa đi qua đây nói chuyện, chúng tôi đi bẩm báo lão thái quân. Ta thường tới lui, đừng làm phiền lão thái quân. Vậy công chúa và Tông Bảo nói chuyện ở đây rồi vào nhà ăn cơm. Đương nhiên phải ăn ở đây rồi. Đồ ăn ở Thiên Ba Phủ rất ngon. Đồ ăn trong hoàng cung ta ngán tới tận cổ rồi. Được, vậy chúng tôi xin cáo từ trước. Chưa nghỉ ngơi sao? Quân Liêu đã tới gần Tam Quan, không luyện sao ra trận kháng Liêu được. Dư gia không xuất dinh, luyện công để làm gì? Còn không bằng cùng ta uống trà ngắm hoa. Ai nói Dương gia tôi không xuất chinh chống Liêu? Quân Liêu xâm lược, Dương Tông Bảo làm sao có thể tham sống sợ chết? Dư gia không thống soái, đương nhiên huynh không thể ra trận rồi. Cha tôi không thống soái, tôi cũng sẽ ra trận giết địch. Công chúa yêu thích món ăn ở Thiên Bà Phủ, lão thần rất vui. Sau này lão thần sẽ kêu đầu bếp chuẩn bị thêm mấy món nữa, mong công chúa tới chơi thường xuyên. Ta rất vui lòng, nhưng không biết là Tông Bảo nghĩ như thế nào. Tông Bảo đương nhiên cũng muốn công chúa tới thường xuyên rồi, có đúng không Tông Bảo? Muốn tới thì tới, chỉ là thêm đôi đũa thôi mà. Tông Bảo nói gì kỳ vậy? Nè, Tông Bảo nói chuyện không biết điều, công chúa đừng để trong lòng ha. Đúng đó công chúa, Tông Bảo và công chúa là thanh mai trúc mã. Tính tình của nó công chúa biết mà, đừng để trong lòng ha. Ta không tính toán với huynh ấy đâu, tính toán với huynh ấy thì sớm tức chết rồi. Ê, nào nào, mọi người ăn đi, ăn đi. Cô phải trông chừng Tông Bảo. Dư gia không thông soái, một mình huynh ấy có thể chạy tới biên quan. Chuyện này cô sớm đã nghĩ tới. Cô cũng là tiến thoái lưỡng nan. Nếu là ra trận chống Liêu, Dương gia sao có thể ngồi yên được. Nhưng Tông Bảo là đứa con duy nhất của Dương gia, để nó ra trận, cô thật sự lo lắng lắm. Cô cũng hy vọng Tông Bảo có thể kiến công lập nghiệp, trở thành trụ cột nước nhà. Nhưng mà cô trong chuyện huynh ấy không thể làm gì được. Nhưng nếu nãy quyết định ra trận chống Liêu, Tông Bảo không thể không đi. Không phải nãy không để cô phụ thống soái sao? Bà ấy nói vậy trước mặt mọi người, nhưng cô cũng hiểu rõ suy nghĩ của nãy. Tam quốc không thể một ngày không có soái, không lẽ Đại Tống ta không có người dẫn quân đánh trận à? Phu quan, ai nói không có người thống soái? Không lẽ Dư Di Chiêu không thích hợp sao? Còn tuổi còn nhỏ thì biết cái gì, về phòng đọc sách đi. Con tuy tuổi còn nhỏ, nhưng con biết Dư Di Chiêu không bị bệnh. Trẫm biết, nhưng Xa Thế Quân tìm cái cớ, Dương Diên Chiêu sẽ không dẫn quân đánh trận. Phụ quan, thật ra Dư Phủ đã làm chuẩn bị sẵn để xuất chinh rồi. Thật sao? Tốt quá rồi. Hai người khắc hành lập tức đi Thiên Ba Phủ, kêu Dương Diên Chiêu lên triều tiếp chỉ. Tuân chỉ. Mời. Tốt nhất là đích thân phụ hoàng đi. Tại sao vậy? Trong kinh dịch nói, khí thuận thì huyết mạch thông, khí tắc thì huyết mạch yên. Phụ hoàng đích thân tới Thiên Ba Phủ, nút tắc trong lòng Dương gia tự nhiên liền tháo được rồi. Thánh thượng gia đâu? Lão thân cùng con dâu, con cháu khâu bài thánh thượng. Ê, miệng lệ, miệng lệ. Dạ quý. Được rồi, bình thân. Thánh thượng. Tạ thánh thượng. Mời.
Thanh thượng nghe nói Dương tướng quân bị bệnh nặng, bữa nay đặc biệt tơi thầm. Thanh thượng, đích thần tơi thiền bà phủ. Đúng là tiền khí tơi từ phương đông. Tiền khí này có thể chữa lành con trai thần. Tại đây lão thần đa tạ thanh thượng. Nè, miễn lễ miễn lễ. Nói như vậy Dương tướng quân có thể thống soái chống Liêu rồi. Viên Chiêu con lão thần nhất định không phụ lòng thanh thượng. Có Dương Viên Chiêu thống soái chống Liêu là hy vọng lớn của Lê dân bá tánh Đại Tống và xã Tắc ta đó. Dạ phải. Hai quân, Dương Viên Chiêu thống soái có yêu cầu gì không? Chỉ có một yêu cầu. Hay đừng nói một cái, 10 điều trẫm cũng đồng ý. Nghiêm phòng gian thần, lộng quyền. Lão thần nói chuyện không dễ nghe, nhưng điều này liên quan tới việc chống Liêu và tính mạng con cháu nhà thần. Lão thần không thể không nói những lời như vậy. Phu quân và 4 người con trai của lão thần giữ lấy Đại Tông mà hy sinh tinh mạng. Cái chết của họ là vì ngoại quân Liêu lớn mạnh ra, còn có gian thần hãm hại. Lão thần lo sợ bi kịch trùng diễn nên mới to gan không thể không nói những lời như vậy. Ta chính là nhị thiếu gia của Ngưu gia trại. Con người ta độc lai độc giảng, độc cụ tưởng tâm, độc cụ nhất xí, Nưu Tam Lương. Tại hạ người đời tặng biệt hiệu Giang Nam Nhất Chi. Nhưng chính là độc nhãn và qua cái thế đây mà. Tôi đây là độc cụ tuệ nhãn. Đừng nhìn tôi chỉ có một con mắt thôi. Tôi đây có 8 phòng thê, 9 người biểu muội, vui vẻ vô cùng. Mộng Quan tiểu thư, có phải cô cũng muốn gia nhập chung luôn không? Tên tiểu tử nhà ngươi nói chuyện có chút thô lỗ nghe không? Nếu như lão phu động thủ một cái, ngươi chết liền bây giờ. Mộc trại chủ, ông nói tỉ võ tuyển tế, không hề nói không có hộp phối. Mọi người nói có đúng không? Đúng vậy. Nhà ngươi cũng nói chuyện với cha ngươi vậy hả? Tiểu tử này tàn nói không tệ, thử đi cô. Ê. Dạ. Xem ra tiểu thư đã thích đại ca ta rồi. Tôi nói thiệt lòng nha, Ngưu đại ca đứng lên đây, trong lòng tôi như là hoa nở vậy đó. Nếu huynh muốn tôi phải ra tay thì tôi có chút không nở thiệt đó. Hay là như vậy đi ha, tôi để hai nha đầu của tôi đi dạy đường trước với huynh thấy sao hả? Như vậy làm sao được chứ, tôi tới là vì tiểu thư thôi. Còn nha hoàng á hả? Tôi không thèm lấy đâu. Sao vậy? Huynh nghĩ nha đầu của tôi không xinh đẹp hay sao? Đừng có sợ, chỉ cần huynh thắng được cô ấy, tôi và cô ấy sẽ về nhà với huynh. Nhất ngôn cửu đỉnh. Tất nhiên là vậy rồi. Thế dân nè. Dạ. Nhìn Ngưu công tử khôi ngô tuấn tú như vậy, muội đừng có đánh người ta bị thương á nha. Nếu không ta sẽ không có vui đâu đó. Tiểu thư cứ yên tâm. Thái dân nhớ cẩn thận ha. Hay quá.
Nè, đợi một chút. Tới đây, tới đây. Quynh không cần hai chúng tôi đúng vậy không? Hả? Trời ơi, tiểu thống đốc này chỉ vậy thôi à, cũng dám bày đặt thượng đài đồ. Xuống đi. Không phải cha nói hắn có tài hùng biện hay sao? Lại bị qua mắt rồi chứ gì? Tuổi già qua mắt thôi cô. Tuổi già qua mắt phải thừa nhận đi chứ. Thừa nhận à. Thánh thượng lần này tới đây chắc là có chuyện quan trọng gì đó. Tuệ Trí đại sư sao lại thế vậy? Gần đây lão nạp phát hiện phía bắc có khí đục bốc lên. Đây là dấu hiệu của chiến sự. Thánh thượng dung nhan tiều tụy, bước đi gấp gáp, chắc là bị làm phiền bởi chuyện này rồi. Đại sư nói rất đúng. Đại sư có thể tính cho trẫm không? Trẫm nên làm sao mới có thể làm cho thần dân Đại Tống sớm ngày thoát khỏi chiến sự không? Thần một chi thượng sông Long Độn, nằm phi trung nguyên trục thiên môn. Thiên môn trận, không sai. Nhưng lời này của đại sư trẫm nửa hiểu nửa không. Có thể nói rõ hơn cho trẫm được không vậy? Hắc bạch sông Long phía nam gây loạn, chúng nói vốn dĩ là giao long trên thần mộc đó. Thánh thượng muốn chống lại bọn chúng, thần mộc là vật cần thiết lắm. Thần mộc à? Nhi thần cho rằng điều Tuệ Trí đại sư đang chỉ chính là hàng long mộc. Người ta nói rằng trong thân cây cổ thụ của hàng long mộc ngàn năm có hình vẽ hắc bạch sông Long, dân gian gọi là tiêu thiền tá, tiêu thiền hữu, hắc bạch sông Long. Cho nên hàng long mộc chính là loại pháp bảo trị chúng. Có được pháp bảo hàng long mộc thì mới có thể đại thắng quân Liêu. Hàng long mộc. Trước đây nghe nói hàng long mộc đã dùng hàng long mộc đánh phá quân Liêu mấy lần rồi. Thật sự là như thế nào vậy? Thánh thượng thương nước thương dân là phúc phận của thiên hạ ba tánh. Thánh thượng quyết đoán đại sự đất nước, lão nạp ra ngoài điện đứng chờ. Thần mộc là trụ cột tinh thần của quân ta, lại là pháp bảo kháng địch của Dương gia. Dương Khánh Long. Có thần. Tuyên Dương Diên Chiêu. Thần tuân chỉ. Dương Diên Chiêu tiếp chỉ. Có thần. Quân Liêu tập kích binh mã uy hiếp Trung Nguyên, đại lệnh Dương Diên Chiêu làm binh mã đại nguyên soái, điều khiển binh mã chuẩn bị trấn quan. Khâm thử. Thần lĩnh chỉ. Ta thánh thượng. Thái phó Dương Khánh Long tiếp chỉ. Có thần. Lệnh thái phó Dương Khánh Long làm giám quân, phụ trách việc áp giải lương thảo, trợ giúp Dương Diên Kiêu chống Liêu. Khâm thử. Thần lĩnh chỉ. Dương Nguyên Soái, Dương Khánh Long lần này xuất chinh kháng Liêu, các khanh nhất định phải nhớ mang theo hàng long mộc. Tiêu Thiên Tá, Tiêu Thiên Hữu là hai con hắc bạch song long. Hàng long mộc là pháp bảo trấn áp chúng. Có sự phù hộ của hàng long mộc, nhất định đại thắng quân Liêu. Anh thượng, Dương Khánh Long nói như vậy rất đúng. Các binh tướng đối với hàng long mộc bái lại như thần linh, có nó thì tinh thần sẽ lên cao. Năm đó huynh trưởng thần Dương Ngũ Lang có được cây rìu hàng long mộc, đại chiến 7 lần với Tiêu Thiên Hữu đều đánh thắng đối phương, trái lại đều thua đủ các trận. Chỉ là cái gì? Chỉ là đáng tiếc khi Ngũ Ca thần xuất gia,
đem cây rìu hàng long mộc ném vào khe núi. Cái gì? Rìu hàng long mộc đó từ đâu mà có hả? Thưa thánh thượng, cây rìu đó chính là quà do Mộc Gia tặng cho. Hàng long thụ là quả thạch của cổ thụ ngàn năm, thiên hạ chỉ có một cái thôi, luôn là trấn trại chi bảo của Mộc Kha trại. Hàng long thụ thật sự là trấn trại chi bảo của Mộc Kha trại. Tiên hoàng và trẫm đánh nhiều lần đều không có kết quả, rất khó để có được nó. Nhưng hàng long mộc liên quan tới việc xuất binh đánh Liêu, liên quan tới Giang Sơn Đại Tống ta, mong thánh thượng hãy suy nghĩ kỹ. Dương giám quân Dương Nguyên Soái, có thần, lần này xuất chinh phải mang theo hàng long mộc, dù khó khăn thế nào nhất định cũng phải có. Thần tuân chỉ. Sao hả? Còn vị tráng sĩ nào muốn lên đây đánh lôi đài nữa hay không? Nhìn bộ dạng này là sống hay là chết vậy cô? Chết chắc rồi. Mộc tiểu thư, tôi nghe nói tiểu thư tôi nghe nói tiểu thư bách bộ xuyên dương, tôi muốn tỉ thí tài ba bắn cùng với cô. Hắn ta ăn nói còn không lưu loát nữa kìa cha. Huynh muốn so cái gì cũng được hết, tôi đều nghe theo. Ê, khoan đã, một tên bắn trúng đích trẻ con cũng làm được mà. Một phát trúng hai nhạn cũng không có gì mới hết. Hôm nay chúng ta thi nhất tiễn tam điêu đi. Cô nói sao thì cứ như vậy đi. Tôi sẽ nghe theo cô hết. Nghe đi. Nghe giọng nói này thiệt giống một hiền phu đó. Thái Dân, muội mua mấy trái lê đó đi. Dạ được. Tiền đi nè. Chuẩn bị sẵn sàng chưa? Được rồi. Ném. Thật đáng tiếc quá. Cô làm được sao? Tôi thử làm xem. Xảo. Ném. Hey, hello. Cái này gọi là cái gì? Gọi là làm bánh đó. Mất mặt lắm rồi. Xuống đi. Đây. Không được. Nè, sao rồi hả cái chị Hương Thân? Bây giờ sao hả? Nè, còn có người nào dám lên đây đánh lôi đài hay không vậy? Người của Thiên Ba Phủ đều đi theo Dương Nguyên Soái làm gương cho các trọng thần. Khánh Long vô cùng ngưỡng mộ. Khánh Long nguyện nghe theo Dương Nguyên Soái điều động. Nè, Dương đại nhân nặng lời rồi. Ngài có hai nhiệm vụ là vận chuyển lương thảo, Dương Chiêu sao dám điều động chứ?
Dương Nguyên Soái, ông đừng nói như vậy. Khánh Long ta chưa từng lên tiền tuyến, nói về giám sát chỉ có thể hỗ trợ Dương Nguyên Soái. Khánh Long ba đời thật là may mắn. Nói quá rồi, nói quá rồi. Nếu có chuyện gì, chúng ta cùng nhau thương lượng. Chúng ta trên báo hoàng ân, dưới giúp dân an. Lấy được Hàng Long Mộc là nhiệm vụ cấp bách. Khánh Long quay về sẽ gửi binh tới Mộc Kha trại. Binh phai đi sẽ không như ý chúng ta. Chi bằng cùng tới đó để bày tỏ thành ý, mượn của Mộc Kha trại về tám dùng. Đi mượn từ đám thổ phỉ không quy thuận triều đình để dùng, e là sẽ làm mất uy nghiêm của triều đình. Triều đình ra mặt e là không tiện, hay cứ để Dương gia chúng tôi ra mặt cho. Vậy Dương giám quân tạm thời đừng quá lo lắng về chuyện này. Chuyện không được chậm trễ, bổn soái sẽ phái người đi làm ngay. Tiêu tác, mặt tướng nghe lệnh. Thần Long Mộc chính là thần mộc để chúng ta chinh liêu lần này, việc vô cùng quan trọng. Người cấp tốc tới Mộc Kha trại hỏi mượn Mộc Kha trại chủ để dùng. Mặt tướng đi nghe. Khoan, Dương Nguyên Soái, mạc tướng Mạnh Lương có chuyện bẩm báo. Cứ nói. Tiêu Tán tướng quân vừa mới hết bệnh phong hàn, tôi cảm thấy hay là để cho Mạnh Lương đi sẽ tốt hơn. Thì ra là vậy sao? Cũng tốt. Mạnh tướng quân tới đó nói chuyện nhớ phải cẩn thận. Một trại chủ không quy thuận triều đình, nhưng không nên đối địch với ông ấy. Chỉ cần giải thích nguồn gốc cặn kẽ, theo như tôi thấy ông ấy sẽ không khó khăn với ngài đâu. Lão Thái Quân đúng là thấu hiểu mọi chuyện mà. Không nghe. Cha đừng nói nữa. Cô kìa. Cha là lão đầu xấu xa. Cha xem cha tìm người gì cho con đi. Cha cố ý đúng không? Cha muốn đuổi con đi chứ gì? Cha nói đi. Cha xem mấy người đó đi, ngây ngô khờ khạo, thiếu tay thiếu chân. Cha làm sao vậy hả? Cha cố ý đúng không? Người ta đều là ngu ngu ngơ ngơ, người ta đều thiếu tay thiếu chân à. Chỉ có con xinh đẹp à, y như tiên nữ vậy. Là con đó. Đúng vậy. Con xấu xí hả? Là do gốc gác hết trơn á cha. Ai kêu cha xấu làm gì? Nè, con thật sự không hiểu. Hồi xưa mẹ con sao lại phải nặng lòng một lão đầu như cha được nữa. Trời ơi, cha nói con nghe nè. Mẹ con mới là người có con mắt nhìn người đó, đúng vậy không? Con xem cha nè, nếu con mà xinh đẹp một nửa như Thái Vân cũng đâu cần cha phải lo gì. Lão đầu, cha sợ con không lấy được chồng chứ gì. Cứ chờ mà coi đi. Ngày nào đó con sẽ tìm cho cha một phu tế thiệt là tốt rồi con sẽ đi. Con sẽ không quản cha đâu, con cho cha khóc một mình luôn á. Cha khóc một mình luôn. Nè, lão đầu. Trại chủ, trại chủ. Người giận hả? Trại chủ, người giận rồi sao? Trại chủ, có gì đâu mà giận rồi hả? Trời ơi trời. Cha giận rồi hả? Con nói giỡn thôi mà. Con sẽ không lấy chồng ha, không đi đâu hết ha, con sẽ ở đây với cha. Sau này cha đừng nói xấu con nữa. Cha cứ nói con xấu, hèn chi con không lấy chồng được là đúng rồi. Con nhìn đi. Mỗi lần con nói về mẹ con, trời nó mưa liền nè. Mẹ, con xấu như vậy là do gốc như vậy thôi à. Mẹ nuôi ơi. Còn một tên. Có một tên tống, mặt đen thui, râu đen thui, tay cầm sông roi, xông vô trong trại chúng ta quậy phá. Còn chưa mới ông sông nữa. Đúng là có người không sợ chết rồi ha. Được, mọi người cùng bổn cô nương tới đó xem thử. Đúng vậy. Được, đi thôi. Lên lão đầu, bổn cô nương đi thôi. Đây nè, chính là ông đó. Lão đầu mặt đen, có chuyện gì vậy? Có phải ông tới tiễn dõi chiêu thân không? Chiêu thân cái gì? Liên quan đại sự còn đang đợi bổn gia đây. Dám hỏi thượng quan không biết có chuyện gì? Gọi một trại chủ của các người ra, để ông ta dân hàng Long Mộc ra. Dựa vô đâu? Ông trời hỷ nộ vô thường thì thường hay mưa nhỏ. Ông hỷ nộ vô thường là nói năng bậy bạ hay sao? Có đúng vậy không? Đúng là mở miệng nói chuyện quán đường mà. Tôi thấy ông khẩu khí đúng là không nhỏ đó. Hả? Ông có biết Hàng Long Mộc là trấn trại chi bảo của Mộc Kha trại chúng tôi hay không vậy? Ông lấy nó để làm gì? Bổn tướng quân không muốn nói chuyện với cô. Nè, tên mập kia, người mau chạy bộ về,
ở với một trại chủ, nói ông ta lập tức dâng hàng Long Mục ra đây, nếu không ta sáng bằng sơn trại các người. Khoan đã. Hiện ở đây có tới hai đứa mập lận, ông nói đứa nào vậy? Không, chính là ông đó, cái tên mập lớn tuổi. Ông muốn chết hả? Chết mà. Đúng là muốn chết. Đúng mà. Lão mặt đen nói như vậy. Tôi thấy ông nói chuyện không biết nông cạn, không biết tốt xấu là gì mà. Đúng vậy. Đúng vậy. Ông có tin rằng cô nãy này sẽ dặn cổ bẻ tay ông xuống hay không vậy? Đúng đâu, hả? Bẻ tay luôn.